quá, tuyệt vời. Khuyên khuê nông khám khắc lo mà lòi lòi lòng tiếng na tiếng nắng, tình nghề nông khám khắc nắng na. Quá trời ban đông cha mày khai ơi, pi pi nông mà nấy hình thằng, pi nấy mà bố hân rằng câu khám khắc xa rằng mơ thì đây. Tiếng đôi chim khám khắc rong về, dần dịu trong đêm khuya vời vơi, tình nghĩa sâu nặng với rừng Hà xanh. Suốt đời bạn cùng rừng cùng núi hơi, mùa mùa chim về với rừng này. Năm nay chim lại về chốn cũ không còn cây làm tổ nữa đâu, rừng chỉ còn cỏ lau nướng on, tiếng chim kêu khắc khoải buồn thương. Em ơi, em đến tháng đến ngày sinh nở, còn cây nào làm tổ cho em? Anh nghĩ anh buồn thương em lắm mà ơi. Mình mang nặng bao trứng trong lòng, bay mỏi cánh khắp đồi khe suối, từ mờ sương chiều tối lại về, chưa tìm đường cây nào làm tổ, vợ chồng chim than thở với nhau. Tháng lo cùng buồn đau như thế, có cây nào làm tổ đường đâu. Người ơi, nếu lòng người còn thương còn nhớ, chớ phát nương chẳng gỗ mà rừng, chim với rừng nặng tình nặng nghĩa, để chim về làm tổ kiên quyết, chim sẽ hót lừng vang trả nghĩa, trả ơn người trồng gỗ nuôi rừng, cho bản làng thanh bình hạnh phúc. Ô, mùa say say hay quá rằng ơi, canh thiêu không ai mua. Ô, đây là khán giả của chương trình VTV3 đang quay Canada. Mày nhà mày không cháy nhỉ? Hôm nay nhà em không cháy đúng không? Cái này à? Lùa đê kê cu cu na ma lùa tía tùa tì ni xua ni nhua mai à chiều lòng anh như gọi em I love you về bên núi như như người yêu lòng anh buồn buồn âm trăng nó lòng chiều anh nhớ gọi em I love you. Sầu ma mùa say say. Hôm nay nhà mày không cháy nhỉ? Tì ni xua hờ châu sen
Lúa đề kê cu cu Na ma lúa tía tùa Tì ni xua ni nhua mai à chiều lòng anh như gọi em I love you về bên núi như như người yêu lòng anh buồn buồn âm trăng nó lòng chiều anh như gọi em I love you sầu mà mùa say say tuyệt vời.